Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Uống nước nhớ nguồn. Trong chuyên mục kỳ này, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự chính sách người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng quê hương, mùng 2 tháng 4 năm 1972, mùng 2 tháng 4 năm 2024, lãnh đạo huyện Cam Lộ và Gio Linh cùng đông đảo cán bộ nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Dâng hương, dâng hoa trước anh linh và phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gio Linh, Cam Lộ đã bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc, giải phóng quê hương. Đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, ra sức học tập, lao động để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 4 tháng 4 năm 2024, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương các liệt sĩ vừa được quy tập tại huyện Hải Lăng. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024, Đội quy tập hải cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm trong vườn của người dân ở thôn Trường Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Hải cốt liệt sĩ được tìm thấy hầu hết nằm ở độ sâu hơn 1 mét, bọc trong tăng võng cùng các di vật như bình tông, đồng hồ, bút, bật lửa, dây chuyền. Trong đó, 8 hải cốt liệt sĩ đang được quàn tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng. Lễ trao cờ, lễ dâng hoa, dâng hương và khai mạc hành trình biên giới biển đảo Trong tim tôi năm 2024 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Nhà văn hóa thanh niên, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa được tổ chức vào dịp cuối tháng 3. Chương trình Hành trình biên giới biển đảo Trong tim tôi là chuỗi hoạt động ý nghĩa, hưởng ứng cuộc vận động vì biên cương Tổ quốc. Chương trình diễn ra với các hoạt động thăm và trao học bổng vừa A Dính cùng những suất quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương thuộc huyện Gio Linh, Hướng Hóa và Đắk Cờ Rông. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều địa phương đã thực hiện tốt chính sách cho người có công và đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhằm bù đắp phần nào những mất mát cho những gia đình chính sách, đồng thời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đối với thương binh Lê Xuân Hiền ở tiểu khu 2 thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương dành cho đối tượng chính sách. Với những người như ông Hiền, được sự quan tâm của chính quyền địa phương là niềm động viên rất lớn trong cuộc sống. Tôi thương binh là hàng 3, 45%. Đó, hàng năm thì nói chung là cũng nhận đầy đủ. Chính sách ưu đãi như vậy thì tôi cũng hoan hỉ thôi và rất phấn khởi. Hiện nay, đối với chế độ chính sách cho người có công được các địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là các dịp lễ Tết. Chế độ chi trả hàng tháng cũng được thực hiện một cách nhanh nhất cho đối tượng chính sách. Hồ sơ về đối tượng chính sách cũng được các địa phương giải quyết cơ bản. Chính nhờ vậy, ở các địa phương, số hồ sơ tồn đọng trong giải quyết chế độ chính sách cho người có công không có nhiều. Giờ hàng năm thì chúng tôi cũng rất quan tâm, chia sẻ các ngày lễ 27 tháng 7 cũng như ngày lễ Tết thì chúng tôi thành lập các cái đoàn để đi cùng với phối hợp với huyện để đi thăm các đối tượng, các cái tặng các cái quà của chủ tịch nước cũng như các cái quà của thị trấn. Thì hơn nữa là trên địa bàn thì chúng tôi là về cái quỹ đền ơn đáp nghĩa thì chúng tôi tiến hành vận động và hàng năm là đạt vượt kế hoạch đề ra. Cơ bản ở trên địa bàn thị trấn Ái Tử thì cơ bản là không có những khó khăn gì lớn lắm, vì các đối tượng mà có công cách mạng cũng như các gia đình chính sách thì cơ bản là các xã chuyển về đây
Do đó là không có gặp những khó khăn gì vướng mắc lớn lắm. Năm 2020, trên cơ sở tổng kết về thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26 và số 04, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 với nhiều điểm mới, hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng. Theo pháp lệnh này, các chế độ ưu đãi được thực hiện đa dạng gồm trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác như hỗ trợ y tế, giáo dục, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, tạo việc làm, hỗ trợ cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, vay vốn kinh doanh và miễn hoặc giảm thuế. Đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi cho người có công theo đúng quy định. Chính nhờ vậy, các đối tượng chính sách luôn yên tâm và tin tưởng. Qua đó, góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp về chính trị, kinh tế, xã hội, sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và bản thân người có công với cách mạng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội cùng với Nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc trong thời kỳ mới. Xã là có 438 liệt sĩ, 95 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm là có rất nhiều cái cơ quan đoàn thể các cái mạnh thường quân hỗ trợ cho công tác đền ơn đáp nghĩa, nhưng mà trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã đóng một vai trò then chốt. Chúng tôi phân công đảng viên, phân công đảng ủy viên, phân công từng chi bộ là tham mưu cho Đảng về giúp đỡ các cái hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt, rồi các cái hộ có gia đình chính sách, có công với cách mạng, trong những đặc biệt là trong những dịp Tết, dịp ngày lễ thì phải có đầy đủ điều kiện và có những cái quà có ý nghĩa để động viên họ giúp lên và luôn luôn là hướng về các cái hộ nghèo để hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cho họ về tinh thần, về vật chất để họ hòa nhập với cộng đồng và phát triển chung với toàn xã. Về chính sách ưu đãi người có công là phường đã có xây dựng ngay từ đầu năm chương trình hoạt động là hướng về nguồn và trên cơ sở các cái nội dung chủ yếu phường đã đặt ra thì các giải pháp quan trọng là một là rà soát nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình có công cách mạng đó để nắm được cái tâm tư và đề xuất của họ và mình các trường hợp ví dụ nhà ở rồi trường hợp như khó khăn về các hoạt động trợ giúp thì phường sẽ có chia nhỏ và phân công các đoàn thể hỗ trợ đỡ đầu. Xác định công tác chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng là trách nhiệm, là tình cảm, vinh dự, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và đạt nhiều kết quả. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Uống nước nhớ nguồn kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.